Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thăm một cái khu du lịch mới được khánh thành cách đây tầm 3-4 tháng thôi. Đấy, khu du lịch này có tên là Thiên Sơn Thịnh An Gia. Đấy, có địa chỉ ở phía ngoại thành thành phố Cao Bằng ấy các bạn ạ. Ở ngay ngoài lề thành phố Cao Bằng luôn. Đấy. Các bạn có thời gian cứ hãy đến chơi các bạn nhé. Địa điểm du lịch này khá là hấp dẫn. Tí nữa tôi sẽ đưa các bạn lên phía trên tham quan một vòng để xem trên đấy có những cái gì nhiều các bạn nha. Các bạn hãy theo tôi nha. Xe máy ô tô của du khách được gửi ở cái bãi này. Và để lên được cái khu du lịch trên kia thì chúng ta phải đi theo con đường kia kìa, cầu thang kia kìa các bạn nhé. Đấy. Và đây chính là địa điểm thu vé để lên tham quan cái khu du lịch này các bạn nhé. Đây. Đây, ở dưới này có những cái bông hoa rất là đẹp này. Đây. Đây. Đây, những cái cây hoa được trồng ngay bên lề đường này các bạn ơi, đây này. Đây. Vừa lên được một đoạn đó nha các bạn ơi. Chúng ta phải tiếp tục leo lên tít trên kia, trên đỉnh đồi kia mới đến nơi vui chơi các bạn ạ. Đây. Đang có những du khách đi chơi trên đấy vừa xuống đây này. Nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Các bạn ơi, từ trên cao nhìn xuống phía dưới này. Đây chính là con đường quốc lộ 3 đi vào thác Bản Giốc các bạn ạ. Đây này. Đây. Chúng ta tiếp tục lên trên các bạn nha. Đây, còn lên khá xa các bạn ạ. Chúng tôi vừa bước lên được một đoạn thôi nha. Đây. Ở đây có cái gốc cây mà được được tận dụng làm cái chỗ tay đỡ luôn các bạn ạ. Đây này. Đây. Các bạn ạ, đây là những cái cây hoa tam giác mạch này đang được trồng ở đây nhá. Chắc là phải tầm 1-2 tháng nữa là ra hoa đấy các bạn ạ. Đây. Tôi sẽ quay gần cho các bạn xem nhé. Có một số cây ra hoa rồi các bạn ạ, đây này. Đấy. Đấy, cái nào ra hoa sẽ rất là đẹp đấy. Đây. Chờ mãi nắng là không lên qua chỗ này để hoa nó lên tí. Để lên đây ngắm cảnh thì các bạn phải để giày dép ở dưới các bạn nhá. Đây này. Cấm không được phép đi giày dép lên trên cái sàn gỗ này các bạn nhá. Đây này. Đấy. Đây. Đấy. Toàn cảnh rất là đẹp các bạn nhá. Đây này. Đây, những cái sàn gỗ được thiết kế để mà cho du khách lên đấy đứng ngắm toàn cảnh xuống phía dưới nhá. Ngắm cảnh xung quanh các bạn nhá, đây này. Sau đây tôi sẽ đưa các bạn sang con đường này nhá. Đi theo men theo con đường này để ngắm toàn cảnh cái khu du lịch này. Đấy. Đây đang có khá là nhiều du khách lên đây chơi các bạn ạ, ngồi uống nước ở đây. Đấy.
Đây, đây chính là cái tên của khu du lịch nơi đây này các bạn ơi, Thiên Sơn Thịnh An Gia đây. Đây, đây là những cái cây thông các bạn nhé. Khu du lịch này được xây dựng ngay trên cái đồi thông, toàn là cây thông trồng ở đây các bạn nhé. Đây, ở đây được trồng những cái cây hoa rất là có màu sắc rất là đẹp các bạn ạ. Đây này, hoa vàng đấy, xen với những cây có hoa đỏ rất là rực rỡ. Đây, đây, đây có những đoàn khách đến đây chơi và ngắm cảnh, chụp ảnh, uống nước ở đây này các bạn này. Đây này. Còn đây là những cái cây hoa nhựa thôi các bạn ơi. Những cây hoa nhựa tạo nên những cái màu sắc cũng rất là đẹp mắt các bạn nhé. Đây này. Đây. Đây, đang có du khách đến chơi và chụp ảnh ở dưới kia kìa các bạn ạ. Còn nhìn xuống phía dưới kia là con đường quốc lộ chạy qua dưới cái đồi thông này các bạn ạ. Đây, những cây hoa nhựa này trông rất là đẹp các bạn ạ. Đây, rất là đẹp mắt. Đấy. Còn phía trên đây chính là cái nhà ngồi uống nước các bạn nhé. Và những cái sàn gỗ dành cho những du khách đứng lên trên ngắm cảnh các bạn ạ. Đây này. Đây. Đang có những em bé lên đây chơi đây này các bạn. Em bé cùng mẹ lên đây chơi này. Đây, ở đây có thể nhìn phóng tầm mắt được đi rất là xa các bạn nhé, thích ngoài kia kìa. Đấy. Đây. Ở đây đang có rất là nhiều cây hoa hướng dương được trồng ở đây các bạn nhé. Đây này. Đây, những cái bàn phục vụ du khách ở đây này các bạn ạ. Đấy. Những cây hoa được trồng ở đây trông rất là đẹp mắt. Đây. Đây. Những chậu hoa đang được trồng và treo ở đây này trông rất là đẹp mắt.
rất là đẹp. Các bạn ơi, đây là một cái địa điểm du lịch gọi là ngắm cảnh khá là tuyệt vời, vì địa điểm này ở ngay phía ngoài thành phố Cao Bằng, trên đường quốc lộ 3 từ thành phố Cao Bằng đi vào Quảng Uyên, đi theo con đường mới đấy các bạn ạ. Đấy, những buổi chiều các bạn có thể đến chơi, hoặc những ngày cuối tuần các bạn có thể đến chơi, ngồi uống nước ngắm cảnh ở đây rất là đẹp, không khí rất là yên tĩnh đấy, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, đây chính là cái nhà ở ngay trên đỉnh đồi, chỗ cao nhất các bạn nhé. Đấy, du khách lên đây chơi có thể ngồi uống nước ở đây thoải mái, cùng bạn bè ngồi uống nước ở đây, ăn uống ở đây. Đây, đây là cái khu vực phục vụ. Đây, còn những cái bàn dành cho du khách ngồi uống nước ở đây này các bạn ạ. Đây này, đây chính là cái nhà lớn nhất, cái địa điểm ngồi uống nước lớn nhất và cao nhất ở trên đỉnh đồi này, trong cái khu du lịch này các bạn nhé. Đây, từ đây có thể nhìn xuống dưới, quan sát được đi rất là xa. Đấy, tít ngoài kia kìa các bạn ạ. Đây, ngắm được toàn cảnh khu này các bạn nhé. Đây này, đây những cây thông cao vút đây này, trông rất là đẹp mắt đây này. Các bạn ơi, ở trong cái nhà cao nhất này ấy thì có thể quan sát được hai phía nhá, vì mình đang đứng ở trên đỉnh đồi mà. Đấy, có thể quan sát sang bên tay trái này này. Đấy, toàn cảnh bên phía tay trái này cũng rất là đẹp các bạn này. Đấy, còn sang phía bên kia là cũng ngắm được nửa đồi bên này này các bạn ơi, đồng thời cũng ngắm được toàn cảnh một góc thành phố Cao Bằng các bạn nhé. Đấy này, cái đầu óc này em cất không, nhưng mà để anh cất đi. Đây này, hai cái nó mà không ai. Toàn cảnh phía bên tay trái này, đây ở đây trồng rất là nhiều loại hoa các bạn nhé, này đang nở rất là rực rỡ, rất là đẹp mắt các bạn ạ. Đây là những cái sàn gỗ cho du khách đứng lên đấy để ngắm cảnh. Đấy, các bạn ơi, những cái luống hoa được trồng đây rất là đẹp. Đây, cái luống hoa được trồng rất là đẹp nha, rất là đều nha các bạn ạ. Đây, xanh đỏ tím vàng đây này. Các bạn ơi, như vậy tôi đã đưa các bạn đi tham quan một vòng toàn cảnh khu du lịch Thiên Sơn Thịnh An Gia rồi nhé. Các bạn đang xem kênh của tôi thì hãy ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là đăng ký cái kênh YouTube của tôi, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh ấy để xem được những cái video mới nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn, bye bye.